Mình mới tìm được cái món này vừa rẻ vừa ngon lại còn chay nữa cho mâm cơm Tết mọi người ạ. Gỏi nấm mèo, làm thử nhé. To Tết, bạn cũng thế. Thì đây sẽ là cái món gỏi nấm mèo của mình ha. Đấy, cái món này làm dễ cực kỳ luôn mọi người. Ăn bao giòn nhá, mà nó không có cái mùi nấm mèo đâu mọi người. Mùi ở đây thì nó sẽ chủ yếu là tỏi và rau thơm cái kiểu thôi. Đó. Cái món này nó sẽ chua chua cay cay. Tết mà đang ăn ngán một cái gì làm thêm cái món này nữa thì thôi coi như là tuyệt vời luôn. À, về cái nấm mèo này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ luộc qua nước sôi 2 đến 3 phút và sau đó vớt ra ngâm nước lạnh ha cho nó giòn lại. Luộc 2 đến 3 phút là đủ chín rồi mọi người ạ. Cái nấm này nó chín cũng rất là nhanh thôi. Với cái công thức của mình đang làm thì nó sẽ là công thức chay luôn ha. Đó, không có một cái gì gọi là có động vật ở đây cả. Để cho nó thơm hơn thì mình làm thêm một chút dầu hành phi ha. Vừa nãy mình lấy đầu hành tại vì mình hết hành củ đó mọi người ạ. Nếu có hành củ thì mọi người làm hành củ nhé. Đấy, làm một chút hành phi dầu hành lên đổ vào cho nó có cảm giác nó dầu dầu một chút, dễ ăn. Cái công thức của cái này thì mình sẽ bỏ là nước tương, đường, tỏi, ớt, chanh, cho thêm một chút tương ớt ha. Còn về cái độ mặn nhạt thì mọi người sẽ tự căn, căn làm sao ăn thấy vừa miệng là được. Nếu được thì mọi người vắt nhiều chanh một chút, cái này chua nhiều ăn nó mới ngon mọi người ạ. Về cái rau ở đây thì mình sử dụng húng quế và rau ngò thôi. Mọi người cũng có thể biến tấu đổi thêm một số loại rau khác cũng được. Ví dụ như là húng xoăn, húng quế hoặc là húng lủi, húng cầy gì đó. Mấy cái món gỏi như thế này thì nó linh hoạt lắm mọi người. Hai quả dưa leo 6.000, 12.000 nấm mèo, 2.000 kia thì mình cho cái số rau thơm còn lại đi. Vậy để làm ra một cái đĩa gỏi nấm mèo như thế này thì có sẽ có giá khoảng tầm 20.000 đó mọi người. Khá là rẻ mà ăn cũng rất là ngon nữa. Mấy cái lộn kia thì còn hơi khó làm, chứ cái lộn này thì dễ làm cực kỳ. Cho luôn cái món này vào menu Tết nhé mọi người. Tuần Tết bận cũng thế.